Nguyên tắc để thành công. Tập 2. Nắm bắt thực tế và đương đầu với nó. Con đường bạn lựa chọn để đi trong cuộc sống là quyết định quan trọng nhất của bạn. Trong trường hợp của tôi muốn cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời. Tôi sợ sự nhàm chán và tầm thường hơn là sợ thất bại. Tôi đã bắt đầu mà không có tiền. Tôi cũng không cần gì nhiều hơn một chiếc giường để ngủ và thức ăn để tồn tại. Tôi có thể hướng những quyết định của tôi để theo đuổi cuộc phiêu lưu của đời mình. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã chạy theo những thứ tôi muốn, bị ngã, đứng dậy, chạy tiếp và lại bị ngã. Mỗi lần gặp nạn, tôi đã học được điều gì đó. Tôi sẽ cải thiện bản thân để trở nên tốt hơn và ít gặp nạn hơn. Bằng cách làm đi làm lại nhiều lần, tôi đã học được cách yêu thích quá trình này. Thậm chí, việc gặp nạn cũng là một phần trong đó. Qua đó, tôi đối diện với thực tế và tôi đã học được cách đương đầu với nó. Điều này đã truyền cảm hứng cho một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của tôi, đó là sự thật chính là nền tảng thiết yếu để tạo ra kết quả tốt đẹp. Khái niệm về sự thật, tôi không có ý gì hơn cách thế giới đang vận hành. Tôi tin rằng chúng ta đã được ban cho các quy luật của tự nhiên. Con người không tạo ra chúng, nhưng chúng ta có thể sử dụng chúng để thúc đẩy sự tiến hóa của chính chúng ta và đạt được mục tiêu của chúng ta. Nhận ra điều đó đã khiến tôi trở thành một người rất thực tế. Tôi đã trở thành người khám phá ra những phần thưởng tuyệt vời từ sự hiểu biết sâu sắc, từ sự chấp nhận và đương đầu với thực tế như nó vốn có, chứ không phải như tôi mong muốn. Khi tôi nói tôi là một người rất thực tế, đôi khi mọi người hiểu lầm là tôi đang nói rằng giấc mơ không thể trở thành hiện thực. Sự liên tưởng đó là hoàn toàn không đúng. Không theo đuổi ước mơ, cuộc sống thật nhàm chán. Điều tôi muốn nói là trở thành một người siêu thực tế là cách tốt nhất để ai đó lựa chọn ước mơ và đạt được chúng. Dám ước mơ lớn, cộng với nắm bắt thực tế, cộng thêm có nhiều quyết tâm sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống thành công. Tôi tin rằng công thức này đúng với tất cả mọi người. Nhưng một cuộc sống thành công trông như thế nào? Mỗi người chúng ta phải tự xác định với bản thân rằng như thế nào là thành công. Tôi không quan tâm bạn muốn làm chủ vũ trụ hay chỉ muốn sống dưới gốc cây dừa hoặc bất cứ thứ gì khác. Điều đó thực sự không quan trọng. Mỗi người trong chúng ta phải chọn ra mục tiêu dựa trên các giá trị riêng của mỗi người và quyết định con đường nào tốt nhất để đạt được chúng. Nhưng chúng ta cần có phương pháp tiếp cận tốt để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, đặc biệt là khi phải đối mặt với nhiều vấn đề, phải đối mặt với những sai lầm và khiếm khuyết của bản thân đang cản đường chúng ta. Để thành công, chúng ta phải đương đầu với thực tế, đặc biệt là những thực tế khắc nghiệt mà chúng ta hoàn toàn không muốn nó là sự thật. Lúc đầu, nhìn vào những thực tế khắc nghiệt này đã gây cho tôi rất nhiều nỗi đau. Nhưng tôi biết rằng, những nỗi đau này chỉ là tâm lý, và khi tôi nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Tôi đã xem các vấn đề như các câu đố có thưởng nếu tôi có thể giải được chúng. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp tôi giải quyết những vấn đề xảy ra với mình, và nó sẽ cho tôi những nguyên tắc để xử lý những vấn đề tương tự trong tương lai. Tôi đã học cách coi nỗi đau như là một cơ hội học tập tuyệt vời đang ở trong tầm tay. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng nỗi đau cộng với sự nhìn nhận lại vấn đề tương đương với sự tiến bộ. Thiền là thứ rất hữu dụng trong việc giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Tôi nhận thấy rằng khi tôi bình tĩnh lại, đối diện với thực tại và xử lý những vấn đề xảy ra, phần thưởng mang lại cho tôi đó là niềm vui và nỗi đau cũng mờ dần. Mỗi người chúng ta đều có khả năng riêng để suy nghĩ một cách hợp lý, nhìn nhận lại bản thân và hoàn cảnh của chính mình rồi định hướng đi giúp mình tiến bộ hơn. Để làm tốt điều này, chỉ là cần tuân theo quy trình 5 bước đơn giản. Trong tập 3, chúng ta sẽ khám phá quy trình đó là gì và cách sử dụng nó. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.